Thưa quý vị và các bạn, du lịch làng nghề đang trở thành xu hướng trên thế giới bởi hiện nay du khách muốn tìm đến những giá trị tinh túy của văn hóa làng nghề, trải nghiệm kỹ nghệ và sản phẩm đặc sắc của địa phương. Và dựa trên sức sống của nghề truyền thống, du lịch làng nghề đã và đang trở thành sinh kế mới, song hành cùng với nghề truyền thống và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế địa phương. Đề cập đến du lịch làng nghề ở Quảng Nam, chuyên mục Kinh tế hôm nay có phóng sự sau. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong số các làng nghề truyền thống của Quảng Nam, làng gốm Thanh Hà ở phường Thanh Hà, thành phố Hội An là một trong những làng nghề hồi sinh một cách mạnh mẽ nhờ du lịch. Từ khi mở cửa tham quan hơn 20 năm trước, làng gốm bên dòng sông Thu luôn là điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách. Năm 2023, tổng lượng khách tham quan mua vé làng gốm Thanh Hà đạt hơn 550.000 lượt, doanh thu hơn 19,2 tỷ đồng, tăng hơn 317% so với cùng kỳ năm 2022, trở thành một trong những mô hình du lịch làng nghề hiệu quả nhất hiện nay ở Quảng Nam. Từ khi năm 2002 là lần khấu nông diêu này, tức là có hơn 115 hộ sản xuất về cái gạch ngúa, nhưng mà sau khi có chủ trương từ năm 2002 đến đây là cũng rất là khó khăn, nhưng mà bây giờ cái chủ trương là dân họ rất là đồng tình về cái chuyển đổi ngành nghề. Bước đầu thì cũng rất là khó khăn, nhưng mà sau dần thì thấy nó có cái chuyển đổi ngành nghề nó có hiệu quả. Rồi sau khi 2004 thì thành phố mới mở được cái tuyến du lịch tại làng gốm. Thì năm 2004 đến bây giờ là hồi đó thì chỉ có tóm một chút thôi, nhưng mà sau khi đó từ hơn 114 thì sau khi phát triển được du lịch là làng gốm nó sống trở lại, thì bà con rất thu nhập và có cộng đồng ở khu dân cư rất đồng tình và ủng hộ. Bên cạnh cái việc chỉnh trang đô thị thì địa phương cũng hết sức là quan tâm đến cái chỉnh trang ở khu vực nội bộ của làng gốm, đặc biệt là nâng cao cái chất lượng phục vụ, chất lượng đa dạng hóa các cái sản phẩm để thu hút khách du lịch đến với làng gốm, để tạo cái công ăn việc làm đối với bà con làng nghề. Phát triển du lịch làng nghề đã được Đảng và Nhà nước xác định là một hướng đi mang tính chiến lược trong phát triển kinh tế nông thôn, bảo tồn làng nghề và nghề truyền thống. Trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã xác định, chú trọng phát triển du lịch văn hóa, gắn phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa dân tộc. Trên cơ sở định hướng đó, phát triển du lịch làng nghề đã được nhiều địa phương khai thác, trong đó có Quảng Nam. Tính đến nay, Quảng Nam có tổng cộng 10 nghề truyền thống, 30 làng nghề truyền thống được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận. Trong số các làng nghề được công nhận, có 11 làng nghề thuộc nhóm ngành chế biến, bảo quản nông lâm thủy sản, chiếm 36%, 4 làng nghề thuộc nhóm ngành sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, chiếm 13%, 15 làng nghề thuộc nhóm ngành sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, đan lát, chiếm 50%. Nhiều nghề làng nghề của tỉnh đã tạo dựng tên tuổi với nhiều sản phẩm độc đáo, mang bản sắc riêng của vùng đất, được người dân cả nước và thế giới biết đến như dệt lụa Mã Châu, dâu tầm Đông Yên Thi Lai, gốm sứ Thanh Hà, đúc đồng Phước Kiều, mộc Kim Bồng, lồng đèn Hội An, làng nghề dệt thổ cẩm Gia Ra. Công tác phát triển làng nghề gắn với du lịch được tỉnh Quảng Nam rất chú trọng và khai thác triệt để thông qua việc ban hành các đề án, cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch làng nghề truyền thống. Nhờ đó, một số làng nghề đã hồi sinh và phát triển rất tốt. Đây là điều kiện để nhiều làng nghề tăng thêm giá trị khi hướng vào phát triển du lịch theo xu thế hiện nay. Du lịch làng nghề truyền thống thì nó sẽ trở nên rất là tuyệt vời trong thời gian tới. Trước đây chúng ta chưa được chú trọng lắm, nhưng mà trong cái bối cảnh, đặc biệt là sau dịch bệnh Covid, và con người thì càng cảm thấy là muốn quay trở về với những cái gì nó bình yên hơn, muốn tìm thấy những cái giá trị mà nó truyền thống. Và cái việc mà phát triển du lịch làng nghề truyền thống thì nó đóng góp vào cho cái sự phát triển bền vững của rất nhiều yếu tố, tạo công ăn việc làm, duy trì những yếu tố văn hóa, duy trì những yếu tố truyền thống. Làng nghề của chúng ta như bánh tráng Đại Lộc, như là dệt lụa Mã Chao Đông Yên, như là gốm Thanh Hà, như là chiếu bằng thạch, như là nước mắm Nghệ Khang, giá trị rất lớn, tiềm năng phục vụ khách du lịch là rất lớn, bởi chúng ta đang có hai di sản văn hóa thế giới, gắn kết giữa hai di sản văn hóa thế giới với chuỗi các làng nghề, chúng ta khẳng định đó là tiềm năng cực kỳ lớn. Vấn đề còn lại làm sao chúng ta phát triển được đó. Khi nói đến khởi nghiệp, người ta thường nói đến khởi nghiệp từ lĩnh vực công nghệ thông tin,
từ cái nông sản, từ cái thực phẩm, rồi từ các chuyển đổi số v.v. Nhưng mà có một lĩnh vực mà rất ít người biết đến, nhưng nó đã trở thành một lợi thế trong cạnh tranh, nó trở thành lợi thế trong tạo nên cái ưu thế và sự khác biệt để phát triển. Đó là khởi nghiệp trong lĩnh vực sản phẩm của làng nghề gắn với du lịch. Du lịch làng nghề góp phần đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng tuyến điểm du lịch, trở thành điểm vệ tinh, giảm bớt sự quá tải của các trung tâm du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và nâng chi tiêu của khách du lịch tại các địa phương, tạo được nguồn thu để các làng nghề duy trì hoạt động. Qua đó tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời trực tiếp góp phần giữ gìn và bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống tại các làng nghề trên địa bàn tỉnh. Nhiều làng nghề đã dần định hình vị thế của mình trong bản đồ du lịch Việt Nam, trở thành điểm đến cố định của các tour du lịch phục vụ du khách trong và ngoài nước như làng gốm Thanh Hà, làng mộc Kim Bồng, rau trà Quế, v.v. Nghề làm nhà tre dừa Cẩm Thanh có từ lâu đời và đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Từ nguyên liệu tre, dừa, nhiều nghệ nhân của làng đã sáng tạo nên nhiều mặt hàng lưu niệm. Nhờ đó đặc biệt thu hút du khách, nhất là khách nước ngoài. Khi đến với xưởng làm đồ tre, du khách có thể trải nghiệm làm những sản phẩm yêu thích và mua những món quà lưu niệm mang về nước. Ở xưởng mình thì là luôn luôn tạo ra những cái sản phẩm mà gần như nó có một cái sự khác biệt so với những cái dòng sản phẩm khác. Tức là người ta sẽ đi quanh hết và người ta không bao giờ nhìn thấy cái sản phẩm này ở bất cứ chỗ nào. Và nó thật sự là nó đẹp, nó lôi cuốn, nó hấp dẫn và nó mang cái tính truyền thống, nó mang cái giá trị văn hóa bản địa. Và nó thực sự là do cái bàn tay của con người làm ra chứ không phải là do một cái dây chuyền công nghệ nào hết. Bởi vì những cái sản phẩm như thế thì nó mới chạm đến cái trái tim của khách hàng. Thứ nhất là chính quyền và người dân phải đồng thuận cao trong cái việc mà luôn luôn duy trì phát triển các loại nghề truyền thống của mình, cố gắng bổ tồn và bất kỳ đó là một cái thế mạnh của cái loại nghề. Thứ hai nữa là cái loại nghề nó phải phù hợp với môi trường sinh thái và cái điểm đánh đấy xanh sạch đẹp để cho nó thu hút, tại vì là Hội An là cái điểm đến dừng chân của các khách du khách không kể là trong nước mà đặc biệt là khách quốc tế rất quan tâm đến vấn đề của phố cổ Hội An. Thứ ba nữa là yếu tố con người, đó là có những nghệ nhân và những thợ dừa quan tâm yêu nghề và luôn có cái bước truyền lại cho cái con cháu để giữ vững được cái nghề truyền thống của mình. Cái thứ ba nữa là có cái chính sách hỗ trợ của nhà nước, của trung ương và có cái đề án của thành phố, kể cả các cái nghị quyết của hội đồng dân, rồi có cái kế hoạch hành động của thành phố để tạo cho cái điều kiện các cái làng nghề phát triển. Bên cạnh nhiều làng nghề đã hồi sinh và phát triển mạnh nhờ gắn với du lịch, nhiều làng nghề truyền thống hiện nay cũng đang xúc tiến xây dựng phương án kết nối du khách, tổ chức các hoạt động tham quan trải nghiệm. Cùng với làng nghề hương ở thị trấn Hà Lam, làng nghề rau Hương Mỹ, xã Bình Triều, thì làng nước mắm Cửa Khe được xem là một làng nghề hội tụ nhiều yếu tố để phát triển du lịch ở Thăng Bình. Cách không quá xa với trung tâm du lịch Hội An, làng nghề hơn 100 năm tuổi này, ngoài sản phẩm nước mắm nguyên chất truyền thống, thì đời sống sinh hoạt hàng ngày của cư dân biển cũng như phong cảnh, những câu chuyện về làng nghề, kỳ vọng sẽ hút du khách khi được quy hoạch và đầu tư bài bản. Chỉ khi là giọt nước mắm bán ra thì làng nghề mới còn tồn tại thôi. Thì tôi cũng có tôi cùng những thành viên của làng nghề cũng có những cái đề xuất để cho mọi người biết đánh hơn về cái làng nghề. Cũng rất mong muốn là chỗ cái chính quyền địa phương sẽ tạo, tại vì ở đây là cái làng nghề nước mắm truyền thống cũng lâu đời nhất Quảng Nam. Nên mong muốn là sẽ có được cổng làng nước mắm. Rồi tiếp theo là sẽ có được nhà trưng bày và giới thiệu nước mắm. Về cái du lịch thì địa phương cũng đã có cái kế hoạch để xây dựng cái du lịch cộng đồng làng nghề nước mắm Cửa Khe và hướng đến là sẽ thành lập có cái điểm du lịch của cộng đồng, phục vụ cộng đồng, trong đó thì liên kết với cái sản xuất nông nghiệp cũng như là du lịch trải nghiệm. Bên cạnh những kết quả đạt được, du lịch làng nghề ở Quảng Nam vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng.
Hiện nay, toàn tỉnh có 30 làng nghề truyền thống, trong đó có khoảng 10 làng nghề phát triển gắn với du lịch và phần lớn các làng nghề thu hút nhiều khách tập trung tại vùng phụ cận, khu phố cổ Hội An. Những làng nghề cách xa trung tâm du lịch của tỉnh chưa thu hút được khách du lịch. Sản phẩm du lịch nói chung và sản phẩm du lịch làng nghề nói riêng giữa các huyện khu vực phía Tây của tỉnh còn trùng lắp. Mẫu mã sản phẩm làng nghề phục vụ du lịch tuy có nhiều hơn trước nhưng vẫn còn thiếu. Những sản phẩm đẹp thì có giá thành khá cao, chỉ phù hợp với một thị trường khách nhất định. Thì đầu tiên tức là mình phải khôi phục cái nhân lực, con người, cái yếu tố của con người làng nghề đó, tìm lại được bao nhiêu người theo nghề, rồi với cái động viên khuyến khích họ mà. Anh bây giờ anh sống trong cái làng nghề này, thì anh làm ra anh nói có cái câu chuyện của làng nghề từ cái chỗ đó mà mình có nghĩa là mình cho họ cái cần cao. Chứ mình không đừng đem đổ tiền của cho họ, nhưng mình đa dạng cao của anh lồn cái không gian trước là nhà nước lên quy hoạch cái vùng đó trước, cái lòn nghề đó, cái câu chuyện đó nhà nước phải viết lên, là cái lòn văn hóa là như thế nào, phải tìm hiểu lịch sử, phải viết lên, rồi mới cái đầu tư vô á, thì dân ở đó họ mới thấy rằng cái giá trị của cái lòn của họ như vậy, thì mình sẽ tổ ra một cái du lịch cộng đồng ở đó, thì đương nhiên là cái lòn nghề phát triển vẫn tồn tại. Và khuyến khích nghệ nhân nên là bảo vệ cái truyền thống của làng nghề mình. Ngoài ra hiện nay, hầu hết các làng nghề chủ yếu đáp ứng nhu cầu tham quan trong thời gian ngắn, chưa có nhiều dịch vụ trải nghiệm, năng lực phục vụ còn chưa chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, việc khai thác đội ngũ nghệ nhân tại các làng nghề phục vụ cho phát triển du lịch chưa hiệu quả. Phần lớn người thợ mới chỉ để ý đến kỹ thuật sản xuất theo truyền thống, thiếu kỹ năng trình diễn, phục vụ khách du lịch. Phát triển du lịch làng nghề là hướng đi phù hợp và đã được nhiều địa phương ưu tiên đầu tư. Tuy nhiên, để khai thác hết tiềm năng của du lịch làng nghề, đảm bảo phát triển bền vững, các địa phương cần thực hiện có hiệu quả việc lồng ghép quy hoạch phát triển du lịch làng nghề gắn với phát triển kinh tế xã hội, khu vực nông thôn. Đặc biệt, muốn phát triển làng nghề bền vững, các địa phương cần giải quyết bài toán giữ làng nghề không bị biến dạng theo sự phát triển quá nóng của du lịch, giữ được hồn cốt, nét riêng có của mỗi làng nghề. Đúng là thực tế bao giờ nó sẽ có hai mặt vấn đề, mà mình phát triển mà mình không kiểm soát thì mình sẽ để nó sẽ bị ảnh hưởng tới những cái yếu tố văn hóa, yếu tố làng nghề. Chúng ta sẽ vô hình dung để chuyển thành cái làng nghề truyền thống đấy, trở thành cái làng nghề hiện đại hoặc thương mại hóa nó đi. Thế thì chúng ta đã nhận diện vấn đề đấy, và Quảng Nam là một cái tỉnh, một địa phương mà có những cái kinh nghiệm và để mà tạo ra những cái gọi là quy tắc hay là cái nguyên tắc ứng xử để trong kinh doanh rất là tốt và rất là điển hình trong thời gian qua về cái tính bền vững. Và Hội An là một ví dụ điển hình mà chúng ta đã làm rất tốt việc này. Thì chúng ta đã nhìn thấy vấn đề là chúng ta sẽ có những giải pháp và chúng ta sẽ truyền thông về cái việc đó. Và mỗi một người dân, mỗi người khách đến đây sẽ trở thành một đại sứ của địa phương này về thương hiệu, về văn hóa, về sản phẩm, về lan truyền. Văn hóa bản địa trong đó có các tri thức về nghề, làng nghề truyền thống là điều mà du khách đặc biệt muốn khám phá trải nghiệm khi đến với mỗi vùng đất. Phát triển du lịch làng nghề mang lại lợi ích kép, vừa tạo được những điểm đến hấp dẫn cho ngành kinh tế không khói, vừa bảo tồn và phát triển nghề, làng nghề truyền thống. Chính vì vậy, đòi hỏi các cấp các ngành, chính quyền các địa phương cần có những giải pháp phù hợp để phát triển du lịch làng nghề.